Ngoại trưởng Malaysia Damri Abdul Kadir cũng đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đoàn kết nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Người đứng đầu ngành ngoại giao Malaysia cũng kêu gọi ASEAN cần thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết các tranh chấp hàng hải đang gây nhức nhối ở vùng biển khu vực. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM lần thứ 56 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Kadir cho rằng ASEAN cần tái khẳng định cam kết của mình và cần tập hợp tiếng nói để thể hiện sức mạnh đoàn kết. Cũng theo lời của Ngoại trưởng Malaysia, vấn đề Biển Đông đã được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao phong trào không liên kết ở Baku, Azerbaijan hôm 5 tháng 7 vừa qua. Và Malaysia vẫn muốn thuyết phục phong trào không liên kết tham gia vào những nỗ lực duy trì ổn định trên biển. Tuy nhiên, phong trào không liên kết vẫn đang lưỡng lự trong vấn đề này.